Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Ước Nguyện Thần Long. Mở đầu phim là cảnh cánh cửa thiên đình đóng lại, một vị thần to lớn trong tay ôm đàn gảy lên, trên trời xuất hiện một ấm trà bằng ngọc. Hiện tại cô giáo đang dạy bọn trẻ viết chữ Long có ô. Trong khi mọi người đều viết như được dạy, thì Dean lại vẽ một chú rồng. Dean còn bị đuổi khỏi lớp, cậu buồn bã đi ra ngoài gặp cô bạn Lina lớp bên. Cô bé cũng giống cậu đã vẽ một bức tranh rồng. Giờ ra về Dean đứng đợi mẹ đón, thì bị một thằng cu xấu tính trêu chọc, bảo rằng cậu không có bố. Nhưng Nghiệp đã quật thằng cu ngay lập tức. Dean còn chưa hiểu gì, bên cạnh đã hiện ra một khuôn mặt, đó chính là cô bé Lina ban nãy. Bố cô cũng thường hay đến muộn nên hai đứa đã dắt tay nhau ra về. Vì nhà gần nhau nên cả hai càng có nhiều thời gian để chơi chung, cùng nhau chiếu đèn pin chơi trò chiếu bóng, hay chơi rượt đuổi trong khu phố, còn cùng nhau nuôi một chú gà con. Ngày gà con chết họ còn lập mộ rồi khóc như đúng rồi, sau đó ăn đùi gà để đỡ buồn. Mẹ cậu còn giúp cả hai đo chiều cao. Mùa hè đến hai đứa trẻ cùng nhau làm một con diều hình rồng, màu hồng thật dài, cứ tưởng sẽ không bay, nào ngờ lại bay không tưởng. Nhưng vì diều quá mạnh nên nhấc bổng cả hai bay qua các tòa nhà khác, cuối cùng ôm nhau ngã xuống một cái chòi. Chú rồng đứt dây bay mất chỉ còn lại mỗi cái đầu. Hai đứa cười rộ lên rồi móc ngoéo, lập lời hứa sẽ mãi là bạn thân. Cho đến một ngày Lina phải chuyển nhà đi nơi khác, cả hai quyến luyến không rời nhưng cũng đành nói lời tạm biệt. Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bên bờ sông kia nhà cao tầng mọc lên như cỏ dại sau mưa. Chỉ riêng khu phố nghèo năm nào giờ càng cũ hơn. Dean đã là một sinh viên đại học, kiêm một shipper có tầm và có tâm. Cậu chạy xe máy giao hàng đến khắp nơi trong thành phố, bất ngờ gặp được bạn học Quay, bèn nhờ cậu ta giúp mình lấy bài tập. Đã 2 tuần rồi Dean không đến lớp vì muốn chuẩn bị bất ngờ cho cô bạn năm nào. Đơn hàng cuối cùng hôm nay ở tại một khu nhà bỏ hoang, cậu đi vào trong gõ cánh cửa có cũng như không. Khách hàng là ông lão râu tóc bạc phơ, mặc quần tà lỏn đang ngồi đàn. Ông ta bảo mình là một vị thần, vì Dean có một trái tim trong sáng, nên ông trao cho chàng một món quà, đó là một ấm trà bằng ngọc. Dean nghĩ đây chắc là một ông lão nghèo, nên xem như tặng không phần bánh cho ông. Nhìn đồng hồ đã trễ giờ, chàng vội chạy đến tiệm Âu Phục, nhưng với vài đồng tiền lẻ đó Dean còn không mua nổi cái nịt. Chàng chỉ đành mua một bộ ở chợ Kim Biên, sau đó nhanh chóng chạy về nhà. Đoạn chạy qua bức tường năm xưa Dean dừng lại, nghĩ đến sắp gặp lại Lina lòng như đánh lô tô. Chàng về nhà đưa hành lá cho mẹ, còn nói dối mình đã thức khuya học nhóm. Mẹ trao cho Dean một chén canh nóng hổi, cô chú hàng xóm cũng rất yêu thích cậu nhóc ngoan ngoãn này. Thế mà Quay lại đến không đúng lúc, sau khi đưa bài tập cho chàng, còn nói Dean chỉ cần bỏ học một buổi nữa sẽ bị đánh trượt. Mẹ Dean liền chộp lấy đống bài tập đánh đòn chàng. Những chiếc camera chạy bằng sức người cũng bu quanh trước cửa nhiều chuyện. Dean đành nói thật chuyện mình đi làm thêm, nhưng mẹ chàng bảo Dean chỉ có một việc duy nhất là học thật giỏi. Thấy ba tức giận, chàng liền hối lỗi rồi buồn bã ngồi vào bàn học. Mà lúc này có một bọn đến trước khu giải tỏa muốn tìm ấm trà, cầm đầu là một tên đầu chọc giỏi dùng cước. Hắn vừa xuống xe đã đá bay anh bảo vệ. Hai người khác vừa đi ra cũng bị hắn trước sau đá cho nằm sấp, còn đạp đầu một anh để mở cổng lái xe vào trong. Mà bên này Dean mặc sẵn bộ vest ba xu đợi mẹ mình ngủ say. Mới đưa tay ra ngoài đã rách toạc phần nách áo, chàng nhảy qua mấy nóc nhà, đến một nơi có treo biển quảng cáo siêu to, vờ như đang đến buổi hẹn. Lát sau màn hình hiện lên ảnh một nàng công chúa xinh đẹp, đó chính là Lina. Chàng lập tức vờ đang đứng trước mặt nàng, nói ra lời chúc mừng sinh nhật, bảo rằng mình rất nhớ Lina, nhưng thoáng chốc hai tay áo đã bỏ thân mà đi. Dean vội lom khom nhặt khiến quần cũng rách toạc. Chàng quĩnh quáng nhìn màn hình đã đổi sang một quảng cáo mới. Cánh quạt máy lạnh cũng bắt nạt Dean, cuốn nát chiếc quần rách của chàng. Lúc này màn hình lại hiện quảng cáo Lina, khiến Dean càng trông như cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Chàng buồn bã vì dù đã cố gắng đến đâu cũng vẫn không làm được gì cả. Lúc này bình trà bên cạnh chợt rung lắc, chiếc nắp văng tít lên trời, sau đó từ trong bình chui ra một làn khói hồng lấp lánh. Bên trong vang lên lời nói hùng hồn rằng ông ta là rồng thần và sẽ ban cho Dean ba điều ước. Chiếc ấm trà còn rớt lên đầu chàng. Thần Long nhìn bộ mặt ngơ ngác và rách rưới của Dean, liền cho rằng chàng là nông dân. Ông ta bay đến quấn lấy Dean giới thiệu về quyền năng của mình, nhưng chàng chỉ nghĩ mình đã về đoàn tụ với ông bà. Sau đó lại nghĩ đây là một chương trình dùng ảnh ba chiều trêu mình. Thần Long tức giận bèn đưa chàng bay lơ lửng trong không trung, hết biến Dean thành võ tướng, lại biến thành một người đàn ông lực lưỡng, có một cỗ xe ngựa tốt nhất, thậm chí là một đôi cánh hay một đôi chân hươu bằng vàng ròng. Lúc này bọn xấu bên dưới đang lật tung khu đổ nát để tìm ấm trà, đã nhìn thấy bóng của Dean và ánh sáng hồng hồng phát ra. Chàng lúc này đã tin Thần Long, thay vì như mọi người lập tức ước nguyện, Dean lại tò mò tìm hiểu xem ông ta từ đâu đến, sao lại chui vào ấm trà được, hay tại sao rồng thần lại màu hồng và không biết ông có phun lửa không.
Thần Long nghe một lát muốn tiền đình, bịt miệng chàng lại và yêu cầu ước đi, để ông ta hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, là phục vụ người thứ 10 rồi quay lại thiên đình. Lúc này bọn xấu ác cũng đã xông lên tới, gã đầu chọc bảo Đinh Giao ấm trà ra. Rồng thần nói với cậu là chỉ có chủ nhân của chiếc bình mới thấy thần long, còn mấy thằng khứa đó không thấy được ông đâu. Chàng sợ hãi lui ra phía sau bất ngờ ngã xuống dưới, đáp trên mấy xào đồ rồi ngã xuống bệ toilet cũ bình an vô sự. Đinh vội chạy đi nhưng lại đến ngõ cụt, chàng vô tình ước mình biết đánh nhau. Gã to con lôi Đinh ngã xuống đất, tên lùn đưa tay định lấy ấm trà. Chàng lúc này nắm một ngón tay hắn sau đó bật dậy quật ngã. Tên ngoài sau đưa tay ra cũng bị Đinh một phát gạt phăng, chàng xoay như thí sinh bước nhảy đường phố thuận tiện tránh được chúng còn tạo ra một dáng thật ngầu. Tên to con xông đến chàng đá hắn, sau đó còn làm họ đấm đá lẫn nhau. Đinh lại dùng bộ môn múa quạt cực gắt tiếp chiêu gã, còn có thể đỡ được ấm trà rơi xuống. Chàng vô tình thích thú với một thân công phu này, liền thử dùng liên hoàn cước tấn công nhưng chân lại kẹt vào cửa. Đinh bèn mở cửa ra cho tên cao to xông vào, sau đó lại chụp bình trà giơ cao. Gã bên trong chơi tồi chơi gì mà chơi kéo chân, chàng liền dùng nửa cánh cửa đập vào mặt hắn. Lúc này tên chọc mới xuất chiêu, chỉ dùng một chân đã đá văng Đinh, 36 kế chạy là thượng sách, chàng đá vào bức tường phía sau làm nó đổ xuống, còn mình thì đu lên cột đèn an toàn trốn thoát. Gã chọc thất bại trở về báo cáo với khách hàng, nhưng hắn đã có chiếc áo rách của Đinh nên tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian. Sáng hôm sau chàng thức dậy nhờ tiếng báo thức xịn nhất mọi thời đại, cú tát của mẹ. Đinh đau nhức cả người vừa bước xuống đã đạp trúng bình trà, khiến mọi thứ đổ ập xuống, nhưng chàng không còn là Đinh của ngày hôm qua, nhanh chóng dùng tứ chi chụp được tất cả đặt về vị trí cũ. Nhìn mẹ mình sắp sửa ra ngoài với đôi giày đã chật, chàng hỏi mẹ mình nếu có điều ước sẽ ước gì, bà chỉ bảo ước Đinh sẽ chú trọng việc học và tương lai của mình. Mẹ vừa đi chàng lập tức hạ màn xuống, gọi rồng thần ra, ông nói chàng còn hai điều ước, thần long gợi ý nên ước một núi vàng, hoặc một đội quân chẳng hạn. Hy là kết nối với người thân ở nơi xa, Đinh hỏi là gọi điện thoại hả? Rồng thần nhìn hộp sắt nhỏ xíu phát ra tiếng nhạc cứ ngỡ là pháp thuật hắc ám. Lúc này Đinh đã nghĩ ra mình sẽ ước gì bèn kéo thần long đến buổi tiệc sinh nhật của Liner. Vừa ra ngoài ông ta nhìn thấy một thế giới hiện đại trước mắt, dù sao lần cuối ông xuất hiện là từ đời nhà Thanh. Nhìn thấy một chú chim sắt khổng lồ, một người trong chiếc hộp, nâng lên một chiếc taxi, rồi tưởng cửa kính là phép thuật vô hình, sau đó còn chui vào tủ kem, rồi lại tiện tay trộm một bịch bánh, rồng ta nghĩ chỉ là thức ăn thường dân. Nhưng ăn thử một miếng lại nghiện mà chút hết vào mồm. Xe buýt đến ông ta phấn khích trèo lên, cho tới khi thấy quá ngột ngạt bèn đẩy Đinh đi xuống. Thần Long muốn đi taxi bèn dùng tay chàng vẫy xe, nhưng Đinh không có tiền, ông ta bèn trộm của người đàn ông kế bên. Lúc mới đầu rồng thần còn vui vẻ hóng gió cho đến khi kẹt xe, xung quanh tiếng còi inh ỏi khiến ông đau đầu vô cùng. Thần Long dụ chàng ước đi nhưng Đinh từ chối, sau đó chàng nghĩ ra cách bật nhạc sùm lên. Cuối cùng tiếng ồn ào xung quanh, bức rồng ta chịu hết nổi đẩy Đinh bay lên trời. Chàng vờ vuốt đuôi khen ngợi ông ta, rồng thần còn chưa kịp vênh mặt đã bị một chiếc máy bay tông cho lé luôn. Cuối cùng ông ta cũng đưa Đinh đến buổi tiệc. Tới cánh cổng nhà người đẹp, chàng đi tắt vào bụi cây. Thần Long dùng hết sức đi theo vào cái kết đau đớn. Chàng nhìn thấy Liner giờ đã là con nhà người ta, xinh đẹp giàu có còn đang đón khách quý. Đinh nói đó là bạn thân mình và ước nàng có thể quay lại. Thần Long không hiểu tại sao lại ước điều vô nghĩa như vậy. Thay vì ước một cái bô bằng vàng còn tốt hơn, nhưng chẳng nói còn gì quan trọng hơn tình bạn. Sau đó Luyên Thuyên kể về chuyện thuở bé của hai người, ông ta muốn rớt nước mắt với vị chủ nhân ngu ngốc này. Cuối cùng Đinh nói muốn vào buổi tiệc để gặp lại bạn mình, nên chàng ước mình trở thành con nhà giàu, rồng thần biến cậu thành hoàng tử với một cỗ xe ngựa. Nhưng thứ đó giờ chỉ cua được xác ước, Đinh muốn là một người bên ngoài lịch lãm bên trong nhiều tiền, đeo một chiếc đồng hồ Rolex, nhưng đây là rất nhiều điều ước nên chàng nói chỉ ước tạm thời trong 24 giờ thôi. Rồng thần đành phải làm theo lời của chàng, còn tự biến mình thành trợ lý riêng của Đinh. Ông lái chiếc siêu xe xông qua bụi rậm, vừa đến đã làm mọi người phải trầm trồ. Vào trong chàng nhìn thần long bị đối xử đúng như một con hầu chính hiệu. Liner đang bị vây bởi những thương hiệu lớn, ai cũng muốn mời nàng làm đại diện, nhưng người duy nhất nàng đợi là cha mình lại không thấy đâu. Đinh lấy can đảm đi đến bên cạnh nàng, Liner cũng khiêu vũ với chàng, rồi nói những lời khách sáo nhưng không nhớ Đinh là ai. Chàng còn chưa kịp tặng quà cho nàng, Liner đã phải khiêu vũ cùng người khác. Lát sau sảnh lớn tắt đèn chỉ chiếu vào một mình nàng, người cha đáng lẽ sẽ cùng Liner khiêu vũ đã không đến, làm nàng vô cùng đau lòng và khó xử trước bàn tán của quan khách. Thấy thế Đinh giải vây giúp Liner, nhờ thần long thả khói rồi trình diễn một màn công phu, bay lên đá bay dĩa bánh phóng về phía ông ta. Khi Đinh lui về phía sau lại làm ngã tung bức tượng băng của Liner, chàng tung mình lên không gọt hết tảng băng trước khi nó rơi xuống. Nhưng Liner vẫn buồn bã rời đi, Đinh lập tức kết thúc màn diễn đuổi theo nàng. Rồng thần muốn tìm bánh phồng tôm nhưng không có,
lúc này lại ngà ngà say làm lộ ra tay rồng. Một quý bà tiến đến ve vãn ông, trong cơn say chiếc đuôi cũng biến ra vỗ vào mông bà ta, miệng rồng cũng lỡ hôn bà ấy. Thần Long đành chạy đi dùng nước làm mình bình tĩnh lại. Thần Long uống thấy nước mát và ngọt vô cùng, mãi cho đến khi nhìn người đàn ông khác xả vào bồn cầu, ông mới biết nước mình vừa dùng là gì. Giờ có ói cũng đã trễ rồi con trai. Còn Đinh đã tìm đến một căn phòng đầy quà, Lina đang trốn bên trong khóc, nàng ngồi bên cạnh càng an ủi nàng lại khóc càng to. Đinh đành xé giấy đưa cho nàng, Lina khóc đến trôi cả mắt ca ra. Chàng lấy tay lau mặt cho nàng, khi Lina thấy ảnh của mình thật ngại quá đi. Cả hai đã bắt đầu thông, thông cảm. Cả hai đều cảm thấy cuộc sống họ luôn thiếu thứ gì đó, thế là họ đã dần dần hiểu nhau. Lúc Đinh quyết định nói sự thật cho nàng, thì thư ký mang đến cuộc gọi của cha Lina. Nàng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Nàng hụt hẫng vô cùng khi bố mình lại tặng một món quà y như năm ngoái. Lúc này Đinh mới lên tiếng, ông ta nhìn thấy chàng cả cây hàng hiệu liền hỏi xuất thân. Chàng bèn nói dối mình tên Đan và có chuỗi nhà hàng. Thấy thế bố Lina liền ghép đôi hai người, đặt sẵn buổi hẹn ăn trưa vào ngày mai. Sau đó rồng thần đưa cậu về, ông ta cảm thấy Đinh làm vậy thật ngu ngốc, nhưng chàng bảo ông hãy tin vào loài người, và rằng ông là rồng nên không hiểu. Thần Long nói mình cũng từng là con người, ông còn là một vị tướng đáng kính trong lịch sử, và rằng mình có tất cả nên không cần bè bạn. Rồng thần lần nữa khuyên Đinh nên ước một núi vàng để tiện bể cho hai bên, nhưng chàng vẫn từ chối. Rồng thần nói có tiền sướng hơn đúng chứ cu. Đang nói chuyện thì chàng nhớ đã khuya rồi nên họ phải về nhà ngay. Bên này công ty bố của Lina thật ra đang đứng trên bờ vực phá sản, ông cũng chính là người đã thuê gã chọc tìm ấm trà. Bọn chúng đã lần theo cửa hàng bán bộ vest cho Đinh tìm đến trước nhà. Trong khi đó chàng không hay biết gì, về nhà dọn dẹp chút đỉnh ném luôn bộ đồ ra cửa sổ, vừa đọc sách nhưng lại cầm ngược, vì mẹ chàng không thấy được rồng thần, nên cho rằng con trai mình tập tành uống rượu. Bà nổi trận lôi đình, Đinh vào trong kéo tấm màn lại ai ngờ nó còn rơi xuống, trong lúc bực bội chàng đã lỡ nói con ghét nơi này. Mẹ Đinh nghe thấy thế đã rất tổn thương, hàng xóm liền nhiều chuyện, chàng nói con nghe hết rồi nhé, họ liền bỏ chạy, nhưng bà vẫn không quên đưa canh cho chàng. Đinh xin lỗi mẹ rồi buồn bã nằm xuống không muốn ăn, rồng thần bấy giờ chui ra hút một miếng, ông ta nhìn thấy hai mẹ con Đinh đều ưu sầu, nên đã im lặng chui lại vào bình trà. Hôm sau, đám tay chân gã chọc đang chơi chó, thấy chàng đi học gọi cho sếp chọc, gã chọc theo đuôi chàng, đuổi đến hẻm thì ngạc nhiên nhìn thấy một chiếc siêu xe chạy ra. Hôm nay Đinh quyết định sẽ nói thật với nàng. Vào trong chàng đang định mở lời, thì Lina nói mình rất vui khi gặp được một người từ gia đình quyền quý lại hợp tính nàng như thế, Đinh chỉ còn cách im lặng. Rồng thần nói sẽ dạy chàng cư xử như một quý sơ tộc, đầu tiên là không nói chuyện với thường dân, chọn lựa chiếc bàn sang trọng nhất, còn lấy khăn bàn làm khăn ăn. Ban đầu Lina nghĩ chàng đang pha trò nên đã rất vui. Nhưng sau đó Đinh từ chối đi dạo cùng nàng, còn kể về gia sản của mình rồi vung tiền như nước, tệ nhất là thần Long còn bảo chàng hãy ngó lơ những lời tâm tình của Lina. Điều này làm nàng thật sự tức giận đứng lên bỏ đi. Đinh vội đuổi theo đang định giải thích thì trông thấy gã chọc đứng sau lưng Lina. Hắn ta nhảy qua một cái bàn bật toàn bộ dao trên đá. Đinh giơ bàn lên đỡ, hai người vừa chạy ra ngoài đã bị tên to con chặn lại. Quay vào trong lại gặp gã lùn, sau đó giật cái mâm từ tên lùn đưa Lina trượt qua dãy cầu thang dài. Bên ngoài đang có lễ hội, hai người chạy vào hẻm nhỏ. Đinh nhờ rồng thần làm một chú rồng giả để hai người thoát thân. Nhưng bọn chúng đã phát hiện ra, gã chọc cũng đeo một con lân chặn đầu. Hai bên lao vào đá nhau, người dân thích thú hò reo nghĩ đó là màn biểu diễn. Gã chọc được nâng lên nên có hai chân, chàng đá tên lùn làm gã chọc ngã xuống đất. Hắn đuổi theo đá liên tục vào mặt thần Long, Lina chụp thau dầu phun vào mặt chúng làm gã chọc trượt ngã. Hai người liền chạy lên lầu, gã chọc bên dưới bắn pháo hoa lên, làm thần Long lúc này đen thui. Lúc này bỗng một cơn gió lướt qua, thần Long đưa cả hai bay lên trời, hai tên ngu ngốc này cũng bay theo nhưng dĩ nhiên là đáp đất bằng mặt. Chàng và nàng nhảy qua tầng lầu trong làn pháo hoa đã gợi lại những kỷ niệm ngày xưa. Thần Long bất cẩn va vào một pháo hoa lớn làm cả bọn rơi xuống. Nhưng cả hai lại vui vẻ cười rộ lên. Đồng thời cũng đã hết giờ khiến phép thuật biến mất. Đinh quay về với bộ quần áo rẻ tiền. Chàng đành thú nhận tất cả với Lina. Ban đầu nàng rất tức giận vì bị lừa dối. Nhưng sau đó nhìn xung quanh lại nhớ đến những kỷ niệm trước đây. Nàng nhớ món khoai nướng của bà Chu. Hai người đến nơi bà ta bán khoai vẫn tính tình như trước. Thần Long thấy khoai ngon quá cũng hóa duyên một củ cho mình. Hai người lại đi ngang nơi các bác gái tập dưỡng sinh. Lina còn rủ chàng chạy đua. Khi đi qua bức tường đo chiều cao trước đây, tất cả kỷ niệm ấm áp ngày trước đều ùa về. Nàng thân quen tìm đến căn hộ trước đây. Mẹ đi nhìn thấy đã rất giận, nghĩ chàng sao lãng là vì một cô gái. Cho đến khi biết nàng là cô bé Lina năm nào, mọi người mừng rỡ chào đón nàng về thăm. Mẹ Đinh vẫn là món sủi cảo mà Lina thích nhất. Mọi người ôn chuyện cũ khiến nàng vô cùng vui vẻ.
bà còn dạy Liner làm sủi cảo. Rồng thần nhìn mọi người quây quần mà tủi thân, Đinh liền mời ông ta cùng vào. Mọi người vui vẻ ăn bánh xem phim, chàng ra hiệu bảo nàng đi cùng mình. Lên tầng thượng, Liner còn giả làm hồn ma gà con để dọa chàng. Cả hai cùng lập lại lời hứa ngày nào của mình. Lúc này trên biển hiệu hiện lên hình ảnh to đùng của Liner làm nàng hết cả hồn. Chàng nhìn nàng vẫn như trước đây nên đã tỏ tình với Liner. Nhưng nàng còn chưa kịp trả lời thư ký đã gọi đến. Liner chợt nhớ ra những kỳ vọng của bố và trách nhiệm phải gánh vác. Nàng buồn bã xin lỗi Đinh và trở về nhà mình. Nhìn con trai đau khổ, bà nói với chàng mọi thứ đã khác. Giờ Đinh đã lớn phải sống thực tế hơn thôi. Chàng vô cùng đau lòng, ôm cặp chạy ra ngoài và ước mình sẽ giàu có, một cuộc sống được mọi người tôn trọng. Lúc này thần Long lại lưỡng lự, ông không ban điều ước mà dẫn Đinh đến một nơi. Đó là một mảnh đất hoang tàn, cho chàng thấy ảo ảnh một cung điện lộng lẫy trước đây. Ông vốn là người hoàng tộc luôn đặt lợi ích lên đầu nên đã đàn áp thần dân, xem con cái như quân cờ để củng cố quyền lực, để rồi ông có tất cả nhưng cô độc cho đến lúc chết đi. Cuối cùng phải nhận hình phạt biến thành rồng thần xuống nhân gian để tìm ý nghĩa cuộc sống. Nhờ Đinh bây giờ thần Long đã hiểu thế nào mới là đáng sống. Lúc này đàn em điện thoại báo cáo, hắn nói dạ đại ca em biết chỗ thằng đó là xóm trọ của đại ca năm xưa. Lúc này Liner trở về, nàng tìm bố mình nhắc về những ngày nghèo khổ nhưng thật hạnh phúc trước đây. Ông cũng nhận ra người giữ ấm trà là Đinh nên đã cùng tên đầu chọc rời đi. Khi vào bên trong nàng phát hiện ra văn phòng của ba mình đã không còn gì cả. Cả bọn xông lên tầng thượng, ông bảo cậu đưa bình trà cho mình, gã chọc đá bay bình trà rồi đuổi theo chàng. Đinh thi triển công phu liên hoàn đấm, nhưng chẳng làm gì được hắn, ngược lại còn bị đá bay xuống đất. Bố Liner trách móc gã làm tổn thương Đinh, hắn liền thủ tiêu luôn ông để độc chiếm ấm trà. Gã chọc lập tức ước mình có bàn tay vàng, chạm đến bất cứ thứ gì đều hóa thành vàng. Lúc này Liner đã đến, nàng nhìn bố nằm trên đất gào khóc không thôi, ông xin lỗi vì đã không để lại được gì cho con gái mà mình yêu nhất. Nhưng ông không biết rằng điều mà Liner muốn chỉ là bố mình thôi. Đinh nhìn nàng đau lòng, quyết định trèo lên cần trục phóng theo xe gã chọc, đến mảnh kính vỡ cũng bị tay hắn hóa thành vàng. Hắn đấm tung xe làm chàng rơi xuống dưới, nhưng cuối cùng Đinh cũng đu được lên xe, chàng đá hắn và cật lực tránh những cú đấm. Lợi dụng lúc gã kẹt tay dưới xe, Đinh chụp ấm trà nhảy lên nóc xe nhưng chưa kịp nói gì bình trà lại bị rơi xuống. Gã to con nhìn thấy bèn ước có thật nhiều cún. Nhờ vậy gã chọc bị lũ cún đội lên trên, bình trà cũng bị mang lên theo, đánh rơi vào tay tên lùn. Chọc bảo hắn ta ước vũ khí, gã lại ước chân mình dài thêm. Lúc này chiếc xe cũng hóa thành vàng đâm xuống lòng sông. Gã chọc và Đinh đồng thời giữ được ấm trà triệu hồi thần Long mang họ bay lên cao. Gã hất chàng sang bên, tống một đạp khiến Đinh văng ra. Không chạm vào được ấm trà nên chàng không nhìn thấy rồng thần nữa. Lúc này tên chọc lại chiêu mộ Đinh vào đội mình. Nhưng chàng cần ước một điều quan trọng hơn nên đã lao tới đánh nhau với hắn. Gã liên tục đạp Đinh, còn muốn biến chàng thành một bức tượng vàng. Gã tung một đấm nhưng không đụng được vào người Đinh, bởi vì thần Long đã dùng thân mình cản cho chàng, khiến ông ta dần biến thành bức tượng rồng vàng. Chàng bay đến đạp hắn làm tay gã tự chạm vào mình rồi biến mình thành vàng, rơi xuống đập vào thành cầu vỡ nát. Rồng thần và Đinh rơi xuống biển, chàng muốn cứu ông ấy lên nhưng tượng vàng quá nặng nhanh chóng chìm xuống đáy biển sâu. Khi thần Long tỉnh lại đã trở lại thiên đàng. Ông lão râu tóc bạc cầm đàn nói ta là bụt đây, và ông đàn bài hát lên thiên đàn nè. Lần này ông được trống kèn chào đón vào cổng, nhưng rồng thần không đồng ý, ông vẫn còn nợ Đinh một điều ước nên xin về lại nhân gian. Thần đàn không cho ông đi, ông liền dùng tay đào mây, cuối cùng thần nói ông sẽ được trở về nhưng phải đánh đổi một điều kiện. Đinh đang đau buồn trôi nổi trên mặt biển thì thần Long lần nữa xuất hiện, chàng mừng rỡ và đã ước điều cuối cùng, ước cha Liner sống lại. Nàng mừng rỡ ôm lấy cha mình, chiếc ấm trà trong tay Đinh cũng biến mất. Chàng trở về nhà ôm lấy mẹ, bây giờ Đinh cũng đã trưởng thành và hiểu được lòng của bà. Đồng thời cha con Liner cũng tìm đến đây, ông xin lỗi cũng cảm ơn chàng rất nhiều. Mọi người lại như trước kia quay quần bên nhau cùng ăn sủi cảo. Sau đó họ cùng nhau mở một quán ăn gia đình, dù bận rộn nhưng vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Lúc vào phòng lấy chén trà, Đinh đã gặp lại người bạn cũ. Thì ra để giúp chàng, thần Long phải tiếp tục phục vụ 10 người chủ nữa mới được quay về thiên đình. Đinh cảm động ôm chầm lấy ông ta thay cho muôn lời cảm ơn. Mẹ chàng đi đổ rác, thấy con trai lại tưởng thằng nhỏ bị ngáo đá. Sau đó chàng đặt ấm trà vào một chiếc xe của ông lão râu tóc bạc phơ luôn tự xưng là thần. Có lẽ ông bụt này sẽ đem điều ước đến những người có trái tim trong sáng như chàng trai vậy. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nguyện ước thần Long là một bộ phim hoạt hình rất tuyệt vời. Chỉ khi cảm nhận được ý nghĩa thực sự của cuộc sống này mới là đáng sống. Bất kể người giàu hay nghèo đều có thể tìm thấy điều thật sự mang lại hạnh phúc cho chính mình. Bởi vì nó luôn gần gũi bên ta, thần Long đã hy sinh không bước qua cánh cửa, và quay lại giúp đỡ cậu bé. Có lẽ chiếc ấm trà kia vẫn còn lưu lạc trong nhân gian. Nếu có các bạn gặp được thần Long, thì các bạn sẽ ước điều gì nè? Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay.
Nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.